Thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ Đồng Tâm, ân xá quốc tế tố cáo Việt Nam đàn áp mạng xã hội. Trong thông cáo hôm ngày 16 tháng 1 năm 2020, Amnesty International, ân xá quốc tế chỉ trích Việt Nam tăng cường trấn áp với các vụ bắt người và kiểm duyệt mạng xã hội nhằm dập tắt những tranh luận về vụ tranh chấp đẫm máu tại làng Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội cách đây một tuần. Thông cáo cho biết trong tuần qua đã có 3 nhà đấu tranh bị bắt vì đăng lên mạng xã hội những thông tin về vụ Đồng Tâm và khoảng mấy chục người sử dụng Facebook bị hạn chế đăng bài. Ông Nicholas B. Kulin, giám đốc khu vực của ân xá quốc tế nhấn mạnh, mạng xã hội đặc biệt là Facebook ngày càng trở thành vũ khí của Việt Nam để chống lại những ai đó bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Đây là việc vi phạm tự do ngôn luận và rõ ràng là mưu toan dập tắt những tiếng nói bất đồng. Amnesty International nhắc lại, vào lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, công an mở cuộc chiến dịch, một chiến dịch huy động hàng ngàn người tiến vào Đồng Tâm, khu vực từ nhiều năm qua dân làng vẫn phản đối việc giao đất cho tập đoàn viễn thông Viettel của quân đội. Vụ tranh chấp ở Đồng Tâm từng được công luận trong và ngoài nước chú ý hồi tháng 4 năm 2017 khi dân làng bắt giữ 38 công an trong nhiều ngày. Theo nhà cầm quyền thì dân làng đã dùng bạo lực để chống lại, tổng cộng có 4 người chết trong vụ đụng độ gồm 3 công an và một thủ lãnh của dân làng là cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi. Có 30 người bị bắt vì phá rối trật tự an ninh và đến ngày 14 tháng 1, nhà cầm quyền loan báo khởi tố 22 người vì cáo buộc sát hại và chống người thi hành công vụ. Tình hình Đồng Tâm luôn được cư dân mạng Việt Nam chú ý vì dân làng thường xuyên cập nhật lên Facebook. Hôm 13 tháng 1, một video cho thấy bà Dư Thị Thành, vợ của cụ Lê Đình Kình tố cáo đã bị công an đánh đập để ép cung. Amnesty International tỏ ra lo ngại cho tình cảnh các dân làng đang bị giam, đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp giảm đi tình trạng những người tù bị tra tấn, ngược đãi, biệt giam. Đồng thời phải làm rõ những gì đã xảy ra hôm 9 tháng 1, đặc biệt là về cáo buộc đánh đập một phụ nữ lớn tuổi. Bất kỳ ai bị nghi là dùng đến bạo lực, dù là công an hay người dân Đồng Tâm, đều phải được đưa ra công lý. Amnesty International cảnh báo về việc nhà cầm quyền tăng cường trấn áp trên mạng xã hội. Sau sự kiện Đồng Tâm, nhiều người dùng Facebook nhận được thông báo là tài khoản của mình bị hạn chế, không tương tác được với những người khác, chứng tỏ lực lượng dư luận viên được cho là có khoảng 10.000 người đã được huy động hùng hậu để ngăn chặn những thông tin bất lợi cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thông cáo nhắc đến một bài viết trên tờ Hà Nội Mới ngày 11 tháng 1, hoan nghênh Google và YouTube đã nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của nhà cầm quyền sau vụ Đồng Tâm, nhưng chỉ trích Facebook phản ứng chậm chạp quan liêu. Ông Nicholas B. Kulin nhấn mạnh Silicon Valley không thể trở thành đồng lõa trong việc làm cho cư dân mạng Việt Nam bị mù thông tin các vụ việc vi phạm nhân quyền. Người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội tiếp tục sống trong những không khí căng thẳng, bao trùm, hoang mang với việc tiếp tục diễn ra bao vây cô lập địa bàn này. Bên cạnh các vụ lùng sục triệu tập người dân có đe dọa diễn ra, một số nhà hoạt động quan sát từ Việt Nam dẫn lời người dân nói với chúng tôi hôm thứ Bảy. Chưa rõ có bắt thêm hay không nhưng triệu tập và lùng sục chắc chắn là có. Có triệu tập và đe dọa người dân nói vậy, nhà hoạt động Trịnh Bá Tư nói với chúng tôi hôm 18 tháng 1 năm 2020. Tin này nhận được từ sáng nay, người dân không nói gì về Tết nhất cả. Không khí bao trùm về những việc mang tính chất khủng bố bao trùm khu vực nơi này, người dân bị triệu tập và đe dọa. An ninh bố giáp ở khắp mọi nơi ở quanh các khu vực của xã Đồng Tâm, ngồi kín các ngã tư, các quán xá, không rõ họ thuộc bộ phận nào. Họ mặc thường phục. Người dân không dám nói công khai họ đã bị đe dọa cụ thể ra sao vì sợ bị truy ra danh tính, sợ bị lộ. Điện thoại và mạng Internet đã được cấp lại, nhà hoạt động này cho biết thêm. Trước đó hôm 17 tháng 1 từ Dương Nội, Hà Đông, ông Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động xã hội khác trong phong trào dân oan và khiếu kiện đất đai
nói với chúng tôi. Công an vẫn đang truy bức rất là gắt gao, nhiều người lại bị bắt tiếp nữa, chứ không phải là giới hạn số người bắt như hôm đầu, ngày 9 tháng 1 năm 2020 đâu. Họ vẫn truy bức đến mức hầu như không thể liên lạc được với ai ở Đồng Tâm. Người dân nói là cảnh sát cơ động vẫn phong tỏa các chốt ở ngoài làng và cho đi tìm, lùng sục từng nhà để tìm những người được cho là lãnh đạo người dân Đồng Tâm để bắt, chủ yếu là bắt những người trong tổ Đồng Thuận. Một chiến dịch bổ sung diễn ra ngay sau khi trả xác cho cụ Lê Đình Kình xong thì bắt đầu là họ đưa quân vào làng để bắt. Mấy hôm nay họ truy bức, hiện tại không thể thống kê có bao nhiêu người bị bắt. Chính người dân làng ở đấy cũng không thể thống kê là những ai bị bắt và những ai đã bỏ làng ra đi nơi khác. Một số người đã phải bỏ địa phương nên họ không biết được là có những ai rời khỏi địa phương và những ai đã bị bắt rồi. Tình hình hiện tại thì người dân Đồng Tâm đang rất là hoang mang. Thực sự là họ đang phải đối mặt với một sự đàn áp bạo lực đến từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên sự hoang mang và sự lo lắng cao độ đang khiến cho người dân Đồng Tâm đang rất là mệt mỏi và thiếu niềm tin vào công lý. Chúng tôi chưa có điều kiện để kiểm chứng được hết các thông tin và phản ánh trên đang tiếp tục cố gắng tìm hiểu thêm các thông tin diễn biến có liên quan. Hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 1 năm 2020, một nhà hoạt động khác là kỹ sư Lã Việt Dũng đã đưa ra đánh giá về tình hình tương lai gần và tới đây với người dân Đồng Tâm và xã này. Thứ nhất, khi họ đàn áp như vậy thì đất của người dân Đồng Tâm họ đã cưỡng chế hết rồi. Và tôi cho rằng sắp tới đây có thể rất nhanh thôi họ sẽ xây kín vùng đất đó, kể cả vùng 59 hectare mà người dân Đồng Tâm đang đấu tranh để đòi. Thứ hai là nhà cầm quyền sẽ tiếp tục khởi tố vụ án và họ sẽ gây sức ép rất lớn đến gia đình của cụ Lê Đình Kình để tìm mọi cách khuất phục từ vợ con của Kình tới những người con, những người cháu để họ dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa đấu tranh của Đồng Tâm. Về người Đồng Tâm thực sự là sẽ rất khó nói khi mà đã mất đất, họ sẽ trở nên rất là đáng thương. Chúng tôi đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân Oan thời gian gần đây. Khi mà họ còn đất đai, họ còn có tài sản thì họ còn làm ra được hoa màu, còn có thu nhập để họ tiếp tục đấu tranh. Còn khi họ mà đã mất tất cả rồi thì cuộc khiếu kiện của họ gần như là vô vọng. Bởi vì là họ không còn tài sản nữa, họ phải lang thang, phải trông đợi vào sự giúp đỡ của cộng đồng để họ đấu tranh. Và thực sự mà nói là khi mất đất rồi thì khiếu kiện ở Việt Nam gần như chưa có vụ nào thành công. Tôi nghĩ rằng về mặt phía người dân Đồng Tâm, không biết họ có tiếp tục cuộc đấu tranh theo kiểu gọi là pháp lý với nhà cầm quyền Cộng sản nữa hay không, cái đó cũng phụ thuộc vào họ mà thôi. Truyền thông Việt Nam các tuần đầu tiên của năm 2020 được cho là đã bị phủ bóng đen bởi tác động của hệ quả được cảm nhận trên dư luận của xã hội và cộng đồng Việt Nam trong và ngoài nước sau vụ bố giáp tập kích bất ngờ vào trong đêm tối rạng sáng ngày 9 tháng 1 vào xã Đồng Tâm. Báo chí và truyền thông nhà nước dẫn các nguồn của giới chức chính quyền và Bộ Công an đưa tin cho hay một trong những người bị thiệt mạng trong vụ tập kích, ông Lê Đình Kình, cựu lãnh đạo đảng và chính quyền xã Đồng Tâm, đã bị tiêu diệt trong lúc trên tay có cầm quả lựu đạn mà vẫn nắm lựu đạn trong tay khi đã bị giết chết. Truyền thông nhà nước cũng dẫn nguồn từ Bộ Công an cho rằng những người chống đối nhà cầm quyền ở Đồng Tâm trong vụ việc đã nhận tiền và chịu sự chỉ đạo của một số tổ chức bị nhà nước và nhà cầm quyền cáo buộc là phản động khủng bố. Cá nhân của cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi khi thiệt mạng với nhiều dấu vết trên cơ thể, dường như gợi ý ông đã bị hạ sát bằng một mức độ và lực lượng sử dụng vũ khí rất cao, được cho là người lãnh đạo nhóm chống đối này mà nhiều người sau vụ bố giáp đã bị bắt và khởi tố bị can như những tội phạm vi phạm luật hình sự của nhà nước. Bình luận về ông Lê Đình Kình, một số nhà hoạt động trong dịp này sau cái chết của ông đã nêu quan điểm. Phía nhà nước coi ông Lê Đình Kình là một tội phạm, truyền thông của nhà nước thay mặt tòa án kết tội ông Lê Đình Kình, nhà hoạt động Trịnh Bá Tư nói với chúng tôi từ Hà Nội. Tuy nhiên, trong lòng người dân thì người dân lại coi ông Lê Đình Kình là một tấm gương sáng.
Ông Lê Đình Kình là một người nông dân anh hùng đã dám đứng lên để chống lại lực lượng quan chức tham nhũng. Từ Hà Nội hôm 17 tháng 1, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động và quan sát xã hội dân sự, nêu quan điểm với BBC. Về quan điểm của cá nhân tôi, ông Lê Đình Kình có thể được coi là một anh hùng dân tộc. Dĩ nhiên trong giai đoạn hiện nay, những công việc mà ông Kình đã làm để bảo vệ nhân dân, nhưng mà nó đã đối nghịch với lợi ích của nhà nước. Cho nên chính vì sự đối nghịch của ông Lê Đình Kình đối với quan điểm của nhà nước như vậy, nên sẽ không có một hệ thống truyền thông chính thống nào dám vinh danh hay là dám công nhận khí tiết anh hùng cũng như là những việc làm của ông Kình. Tuy vậy thì hơn 90 triệu dân thì cũng có nhiều người, tôi nói không phải là tất cả, nhưng rất nhiều người khi sự việc chấn động xảy ra thì họ đã có một sự chú tâm theo dõi. Và họ đánh giá rất cao việc mà ông Lê Đình Kình đã xả thân vì việc chung của làng, của xóm, của thôn và cũng là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của những người dân Việt Nam nói chung. Sau này lịch sử sẽ soi xét lại sự việc này và tôi tin là hình ảnh của ông Lê Đình Kình sẽ là một điểm sáng chói trong việc hy sinh thân mình để bảo vệ lợi ích của người dân. Hôm 15 tháng 1, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà phân tích chính trị, nghiên cứu viên cao cấp, khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ISEAS Singapore, chia sẻ với góc nhìn với BBC về hậu vụ 9 tháng 1 ở Đồng Tâm. Hiến pháp Việt Nam và các bộ luật nói riêng ở Việt Nam quy định rất rõ là khi xử lý các sự việc khác biệt hoặc tranh chấp, kể cả xung đột về lợi ích thì nhất nhất phải đi theo nguyên tắc ôn hòa, phi bạo lực. Thế nhưng ngược lại, ở đâu cũng thế thôi, người ta có những nguyên tắc khác và luật pháp quy định rất rõ ràng là một khi đã xảy ra bạo lực từ một phía thì để chống lại bạo lực ấy, mọi phía khác có thể sử dụng bạo lực. Một khi xảy ra bạo lực rồi thì sau khi chấm dứt chuyện đó, sau khi chuyện ấy đã xảy ra, đã hoàn thành, thì các cơ quan tư pháp phải tìm hiểu rõ ràng là cái đó nó có hợp pháp không. Và nếu mà không hợp pháp thì nó phạm pháp ở điểm nào và việc điều tra như thế nào phải là điều tra tư pháp độc lập. Còn ở Việt Nam người ta cũng mong là phải có chuyện này, người ta phải có tư pháp độc lập và nó nhằm vào việc không phải là để bảo vệ pháp luật mà nó nhằm vào việc tìm ra sự thật và bảo vệ công lý. Ở quốc tế, ở bên ngoài và ở đâu cũng thế thôi, nhìn thấy một chuyện mà xảy ra chết chóc, người ta đều rất là ngại. Ví dụ như ở một nước A, nước B bỗng nhiên có vụ xả súng vào trường học hay xả súng vào đám đông chẳng hạn, người ta sẽ rất là e ngại và người ta phải tìm hiểu đến cùng bản chất. Thì cùng một thái độ như thế đối với trường hợp của vụ Đồng Tâm này, không những là người dân trong nước mà đặc biệt là những người ở nước ngoài, người ta đều có một nguyện vọng. Và thực chất nguyện vọng ấy đối với người trong nước là một yêu cầu chính đáng nhất là phải điều tra để làm rõ bản chất sự việc của vụ việc này. Đấy là cái nguyện vọng cao nhất của người Việt Nam ở trong nước. Còn ở bên ngoài người ta có nguyện vọng y hệt, ở Việt Nam nguyện vọng ấy là một yêu cầu chứ không phải là một cái gì khác cả. Cũng hôm 15 tháng 1, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, nguyên đại diện đoàn Hà Nội, tiến sĩ Phạm Thị Loan bày tỏ quan điểm với BBC về vụ Đồng Tâm và cái chết của ông Lê Đình Kình. Bà nói, đi sâu vào chi tiết thì tôi không đi vào, nhưng nếu nó ôn hòa hơn thì nó sẽ tốt hơn cho cả hai bên. Còn tất nhiên là người dân bị đặt vào tình huống, có thể người ta bức bách đường cùng, người ta phải đưa cả thân mạng để người ta đánh đổi thì cách đấy cũng là một cách quá giới hạn. Cách đấy là một cách quá giới hạn cho cả hai phía, nếu mà nó ôn hòa hơn hoặc là một cách đối đáp nhẹ nhàng hơn hoặc là cũng kiên quyết nhưng phải có cách gì đấy để đỡ gây ra chuyện hai bên đối xử với nhau như vậy. Cái chết của ông Lê Đình Kình theo như trên mạng xã hội đưa tin thì rất là thương tâm, một cụ già 84 tuổi mà rơi vào thảm cảnh như thế. Thực sự tôi thấy rất là thương tâm. Tôi cũng đã xem video mà người ta đưa trên mạng xã hội. Tôi không thể tưởng tượng được nó đã xảy ra như vậy.
Mà việc mà bây giờ hai bên nói thì cái đó thực sự là một người dân tôi cũng phải lắng nghe, nhưng mà tôi chưa thực sự tin bên nào cả. Tôi chưa thực sự tin hoàn toàn bởi vì những thông tin đưa ra còn rất mập mờ. Còn đối với phía người dân thì bây giờ người ta đang rơi vào một cảnh ngộ như vậy, kể cả những người ta thú nhận hay những lời người ta giải bày, thì cái thực sự là ở chỗ nào, mấu chốt bản chất ở đâu? Cái đấy còn phải có rất nhiều điểm cần phải soi sáng. Còn nếu như cứ theo như truyền thông của nhà nước đưa ra mà nói rằng hiện nay người dân thú nhận như thế này rồi tất cả đổ hết cho ông Lê Đình Kình thì tôi không khâm phục và khẩu phục. Còn những cái mà thông tin đưa ra chính thống tôi cũng không tâm phục, khẩu phục. Đấy là ý kiến riêng của tôi là như vậy. Sự việc tranh chấp và khiếu kiện đất đai của người dân ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội diễn ra trong suốt nhiều năm. Sự việc có những diễn biến thăng trầm qua thời gian, trong đó nóng lên vào tháng 4 năm 2017 với biến cố ở thôn Hoành khi người dân để đánh đổi lại việc cụ Lê Đình Kình và một số người khác bị bắt. Ông Kình cáo buộc bị đánh gãy chân và đã bắt giữ làm con tin 38 cán bộ chiến sĩ cảnh sát của nhà cầm quyền xâm nhập địa bàn. Nhà cầm quyền sau đó có sự nhượng bộ với cam kết của lãnh đạo của ông Nguyễn Đức Chung, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trước sự chứng kiến của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng như luật sư, hai bên trao trả nhau những người bị bắt, bị giữ. Diễn biến ngày 9 tháng 1 năm 2020 xảy ra đột ngột gây tranh cãi, làm xôn xao dư luận và cho rằng đây có thể là một vụ việc sử dụng bạo lực vượt quá giới hạn từ cả hai phía. Trong khi nhà nước và nhà cầm quyền thông qua truyền thông chính thống của nhà nước cáo buộc những người chống đối đã vi phạm luật pháp nghiêm trọng, chống người thi hành công vụ, chống đối chính sách của Đảng và nhà nước, nhận tiền hỗ trợ và chỉ đạo của các tổ chức cá nhân phản động khủng bố ở hải ngoại. Nhiều ý kiến trong công luận cho rằng cần xem xét lại cách thức hành xử của nhà cầm quyền, công an, việc ra quyết định từ phía hành pháp trong vụ này. Trong số các ý kiến đã có đề nghị Quốc hội Việt Nam mở cuộc điều tra độc lập cũng như Việt Nam cần tiến hành điều tra tư pháp độc lập về vụ việc này. Trên bình diện quốc tế, dân biểu và nhiều tổ chức quốc tế nước ngoài, kể cả phi chính phủ từ châu Âu, Úc Châu và một số quốc gia phương Tây đã lên tiếng quan ngại hoặc phản đối, lên án vụ bố ráp và tấn công với hàng ngàn binh sĩ cảnh sát và các lực lượng vũ trang hôm 9 tháng 1. Về phía nhà cầm quyền và ngành công an đã có các thông báo khởi tố vụ án, khởi tố bị can với những người được cho là thuộc thành phần chống đảng và nhà nước, chống đối. Hàng chục người đã bị bắt sau khi 4 người, trong đó có ông Lê Đình Kình và 3 cán bộ chiến sĩ công an đã thiệt mạng. Vụ việc đang được nhà chức trách tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật của Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.